Gán luôn nha. Xin rồi lên xíu đây. Cũng đã được lấy đâu mà lo hè. Lấy sao lấy, chị mình cứ cho em đau là được thì thôi đi. Giờ lấy không hết bụng chịu không? Không chịu đau là làm sao? Mới bứt chân. Cũng không sao mà cho em đừng có đau. Hello mọi người. Bình thường em đi với bạn mà đâu rồi? Bạn em đâu rồi? Nó bị cắm tóc ở nhà. Sợ biến chủng mới đúng không? Đúng không? Không biết. Mẹ em đi Grab hay ba em chở vậy? Đi Grab đó. Giờ có Grab rồi mà. Nó phi ship luôn. Cái gì? Nó lộn phi liên lộn. Nó mới mở ra nó phi nhiều đúng không? Phi tới 4 phiếu miễn phí. Ghê thiệt. Ủa tiêm vaccine về nó lên luôn đó hả? Nó lên hết hồn luôn. Trời sao nó tác dụng nhanh dữ trời. Em tiêm Pfizer mà đúng không? Dạ. Bạn em bị mà em bị. Người bị người không hả? Thằng nhóc em chị nó chỉ bị nhức tay xíu à. Có bị sốt hay gì không? Dạ không luôn. Chỉ nó mụn lên mụn thôi. Dạ. Cái đau khổ nhất thì nó lại lên rồi. Thà nó sốt đi không nói. Cái lúc đầu em ghé chị với anh, như anh. Dạ. Em không nhớ lúc đầu da bàn sao luôn á. Nói với bạn mà đi thẩm mỹ viện Ula đúng không như anh? Không, Hasaki. Hình như hai bạn đi chung với nhau đúng không? Đúng rồi, mà các bạn muốn trai thì là trai luôn đó. Nằm giường này cũng nè. Hai bạn đi chung với nhau lần đầu, bé nó xinh xinh đó chứ không? Nghe ra, nghe ra. Bé ở đâu rồi không biết? Nó nhà. Là bé hay đi chung với em hả? Không. Khác nữa đúng không? Khác nữa. Những người sinh thường hay chơi với nhau hay sao ấy nhỉ? Em ngủ đi nằm mộng chung nữa, nó sợ đau quá. Chắc nó cũng còn một hai cục nữa nè. Nó còn trên trán một vài nữa. Nó không đi hả? Mà nó sợ đau. Kêu nó đi để lớp, đi xẻo hết tội nghiệp nó. Kêu rồi. Giờ chưa biết đâu. Nó hay khụi, lấy tay khụi khụi, nặng lắm. Chắc cái chán, không cái chán chắc thâm đen là gì. Nó thâm nhiều. Mà nó đỡ mụn của em thôi. Không, da em, da em nhạy cảm hơn. Da em dễ lên mụn hơn.
có lịch đi học lại chưa? Chắc qua Tết học luôn rồi học liền cả. Năm nay có khi nào thi đại học online không? Không. Là tao đậu hết. Đậu 100% đúng không? Online thì thi phải online chứ nhỉ? Thì online biết sao thi cũng lấy được luôn. Ủa chứ như bọn em học thi học kỳ rồi thì là thi một tiết rồi thì làm sao? Kiểm tra một tiết rồi thì làm sao? Tụi nó tạo cái group tụi nó để tra đáp án trên Google. Trời trời trời. Thầy cô bảo sao học sinh dạo này giỏi thế, thế nào cũng điểm cao rồi. Cô biết hết chưa? Lấy mụn, lấy luôn cả lông. Em tiêm được mấy ngày rồi? Hồi thứ tư. Gần tuần là gì nữa? Đúng rồi. À, mụn lên lâu chưa? Qua thứ nạp nó lên. Qua hôm thứ năm đây luôn. Trời ơi. Thứ nạp thứ sáu lại lên. Nó cấp tốc chứ trời. Chưa kịp cảm nhận vaccine do người đặt mụn nó lên.
không biết nói gì hơn. Và mụn nó lên không biết nói gì hơn luôn. Nhiều hơn bữa trước nhiều. Nhiều. Mà may nó chưa ấy mấy. Bữa trước đâu nhiều gì đâu. Chắc là mặt nhám tay luôn nhỉ. Đúng không? Nhưng mà tiếng ngủ dưới trời. Không cho quay, không biết có quay tiếp được không em. Đi. Không biết chẳng biết quay tiếp được. Quay mới lạ đấy. Chụp hình còn không cho mà làm quay. Tin đã đo xong la la xong rồi lấy mụn xong rồi nằm ngủ tiếp cho coi. Trời, ước được một lần mà dễ ngủ như vậy luôn á. Chưa bao giờ nha.
Bây giờ nó có sức cái gì nào đúng không? Không. Đây bà nhân viên nhà chị à. Đi tiêm vaccine về dị ứng. Cái mặt như cái mền luôn. Ừ, hốp 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 rồi luôn. Mũi 1 có bị gì đâu. Nhiều khi mũi 2 nó bị hay sao chị? Nhiều người cũng dễ mà. Mũi 1 không bị mũi 2 cái. Thì đấy, mũi 1 bị, mũi 2 không bị. Bây giờ mũi 3 nó không bị. Tính hôm nay đâu có thấy khách bút đâu trời. Hết tháng rồi, hết xuôi rồi. Chưa hết mà. Còn gì nữa rồi. Mai mùng 1 rồi hả? Hôm nay 30 mà đúng không? Đưa chị.